chơi quá. Đó. Đó. Chó, chó phải lột tai đen chứ. Ồ, con gái tôi đeo bút đồng kìa, dễ thương quá đi. Mà không đậm. Chó, bút tay gì kì vậy? Chó lột tai gì chứ sao kì? Ủa sao nó lột tai đen? Đi gương. Ôi dạ. Bắp đầm có tiền không con? Bella ơi, bắp đầm có tiền không? Bắp có tiền không gần. Bella, bắp có tiền không? Ồ, dễ thương quá à. Đeo bắp 4.000 đồng. Bắp bắp dễ thương. Bà ẩm đi ra. Cái bà nói bây giờ có tiền chuột lại mới đưa. Nó có 14.000 đồng để nó về, nó lệnh nó chuột bị bò. Bây giờ đối với nó là thằng Bibo là cục vàng của nó đó. Thế vậy? Để con chuột Bibo về, con có tiền ở nhà. Con cưng Bibo quá. Mua hả? Con cho chị thấy rồi. Là Bibo cái nó đây. Thì để nó quậy đi, một chút xíu thì nó nấn. Quậy chạy nó. Chứ nó nấn cái gì? Quậy chút xíu rồi nó nấn à? Chạy đâu? Quậy chút xíu nấn hả? À? Ừ ơi! Quậy chút xíu nấn à? quậy chút xíu nó nấn à? Ừ, giờ quậy chút xíu nấn à? Mấy chuyện cưng gì đâu. Chán ảnh rồi chứ. Chán ảnh quá. Thôi bây giờ khỏi quay Bella nữa đi. Quay cô Khắn đi. Cô Khắn đi. Chị cái chỉ đi là gì? Không có bạn mà. La này nó thấy quá. La nó làm chi? Chút xíu nó nấn như vậy. Xíu nó nứng. Dạ, nó nứng. Chút xíu nó nứng. Nó nặng. Đó, cái bấm xe hơi đi chưa? Nó biết đi kìa. Xe này đi giỏi lắm à. Nó đi cho